Vâng, hello, lại là Thịnh Bến Tre đây, gửi lời chào đến bà con lời chúc sức khỏe nha. Trước mắt anh em mình là xe Mitsubishi Galant. Dòng này anh em mình đi độ GDM khỏi bài, cái form đẹp lắm. Hàng hiếm có anh chị, không phải có hoài đâu. Chỉ có 110 triệu mà anh em nhìn cái form đẹp không? Phân khúc hạng D. Chạy cực kỳ sướng luôn, máy chất anh chị nha. Xe đây bảo dưỡng full hết rồi. Đó, 4 mâm đúc, thắng đĩa, cửa nóc, số sàn, full đồ chơi màn Android, âm thanh, ánh sáng, máy lạnh đầy đủ. Xe ngay chủ luôn. Đó, cụm đèn chỗ đèn rất là đẹp luôn. Nhìn rất là ngầu anh chị ha. Và để cho anh chị em một cái giá cực kỳ rẻ, 110 triệu. Anh em nào thích mâm độ thì em có mâm độ, thích mâm rin thì để mâm rin nha, thích cái gì chiều cái đó. Đó, cái form rất là đẹp, body dưới nó nè anh chị, thắng đĩa mâm đúc, 4 vỏ mới, vỏ Michelin ha, đăng kiểm mới luôn rồi, về đi thôi. Đây là Mitsubishi Galant nhập đời 95, nhập Nhật anh chị ha. Form rất là đẹp, xe thì bên em Thịnh anh em thấy không, bích bùng luôn rồi, không có chỗ để luôn. Tha hồ anh em mình qua lựa chọn lái thử, chạy thử với em Thịnh nha. Anh chị em mình đừng có ngại ngùng gì hết, cứ qua xem, qua lái thử, qua chạy thử, từ từ rồi mua cũng được. Kiến nó còn kiến riêng tới giờ luôn nè, kiến su luôn nè anh chị không nè, ghê chưa, hàng hiếm nha, có 110 triệu mà chạy sướng, 5 chỗ ngồi, âm thanh, ánh sáng, máy lạnh đầy đủ luôn, túp lô túp ly cực đẹp, đúng xe gia đình, chạy cực kỳ sướng, tem ngày xưa tới giờ vẫn còn nè, siêu cọp siêu phẩm anh chị, lòng về cua về rất là sáng và đẹp luôn, mâm vỏ về cua vỏ Michelin luôn nè anh chị ha. Đó, túp ly túp lô nè, kính bấm trợ lực nhẹ nè, vô lăng mới tinh luôn anh chị ha, màn hình Android luôn nè, số sàn MT nè, cửa nóc chạy Vivo luôn nha, chạy sướng lắm anh chị em, tha hồ anh chị em mình qua chạy thử nha. Xe này anh em mình xem đảm bảo anh em mình nghiện liền, tại vì nó quá đã, xài đồng hồ mai luôn nè anh chị ha, xe không lỗi nhỏ mà, đó màn Android chà bá luôn, quá đã luôn anh chị ơi, cửa sổ trời luôn nè anh chị, đâu bấm lúc nào đây, đây chạy Vivo luôn anh chị thấy không. Đó, xe có 110 triệu mà có cửa nóc, có máy lạnh, có âm thanh ánh sáng nghe nhẹ, có trần nỉ rin nữa này, ghê chưa, trợ lực rất là nhẹ luôn anh chị ha. Đó, xe chạy 170.000 cây, trợ lực rất là nhẹ luôn anh chị. Đó, xe này thì chạy quá sướng rồi, gương kính chỉnh điện, gặp gương tùm lum tùm la thôi, kính bấm auto nữa nè, màn Android thì quá trời bự luôn. Đó, củ số thì hay hẹn gõ băng là chứng minh một điều là xe mình đi ít anh chị ha, siêu cọp luôn anh chị ơi. Đó. Dầm, dầm xuống giới luôn, dầm xe quá đẹp luôn anh em ha, phom dán rất là ngầu anh chị ha, ha. Nhìn cặp đèn giống như mấy con xe Dodge, xe mà Mỹ giờ, nhưng mấy con phom hết tăng, nhìn đã ghê luôn, nội nhìn cabo thì nhìn cũng đã đó, quá đã, cái máy nổ êm thu quỳ gù luôn anh chị nha. Xe này mà qua đổ hơi đổ khói em cho luôn, em không bán, bao không đổ hơi đổ khói, bao máy chất chạy sướng rất là đầm, chỉ 110 triệu, bình bẩm ngon lành cứng khừ. Đó, âm thanh ánh sáng nghe nhạc máy lạnh đầy đủ, sân đầu sexy nè, nói chung là giá này mình thấy là quá rẻ anh chị, đang bẩm nó tới giờ luôn rồi. Đó, quá đỉnh, chạy im ngon, giá hợp lý, phom dáng đẹp, nhìn nó gầm nó thấp, nhìn nó sang lắm anh chị nha, nhìn đậu kế bên Vios, Vios thôi nhìn không có tuổi đó, Vios trong nhầm, xe này nó lùn nó thấp nhìn nó đẹp, cửa nóc nữa đó, chạy sướng nè, cụm đèn quá đã luôn. Thì anh chị nào quan tâm mẫu này thì alo cho em Thịnh mình, để anh em mình 110 triệu bao dùng bao size, qua số 0866 678 971, 0834 33 3371, nơi giao lưu cho đỡ mua bán với bà con, có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt. Anh chị nào chưa đăng ký bấm đăng ký kênh để cập nhật nhiều video từ Thịnh Bến Tre nha, em cảm ơn nhiều anh chị em mình ơi.